lại cả nhà đang coi xem đá banh. SEA Games Việt Nam thắng vàng, thắng vàng. Chúng ta sẽ cố gắng làm
sẽ gửi đến cho chúng ta một ca khúc sôi động tiếp theo.
cầu thủ của đội Indo. Còn đó chính là đội chủ đấy. Rồi. Bây giờ